Nhìn con ăn đi. Ăn đi rồi lấy sức. Con ăn mì rồi. Mày qua cái này rồi. Mày không nói gì mày bán bánh mì, bây giờ mày ăn mì. Ơ con chả bóng mì. Thôi ngồi ăn đi. Mì nghĩa kiểu gì rồi. Ăn đi ăn đi. Thế là bữa sáng như này là rất thịnh soạn rồi đấy. Bao năm mình chưa ăn sáng rồi. Con chỉ ăn mỗi bánh mì thôi. Có trứng nữa. Con ăn mì gì. Ngồi ở ngoài. Ngồi ở ngoài cũng rơi bát. Không, thằng này nó toàn ấy đấy, nó toàn đứng đấy. Ừ, cái thằng bé con này. Mà bên này nó toàn ăn bốc. Nó ăn theo kiểu Ấn Độ. Nó có sỏ tay nó bốc. Không có nó con. Lào được bốc xôi thứ nó thành quen đấy. Nó toàn bốc. Nướng mì ngon lắm con ạ. Nướng mì vừa nướng nó nóng. Đây thì suốt ngày chỉ bánh mì với trứng thôi. Ờ, mà toàn Tây chứ, cháu thấy tối hôm qua cũng toàn Tây chứ. Toàn Tây mà đợt này nó còn vắng khách, mưa nó vắng khách cho vụ. Ôi, nó có kín cái bể bơi. Nhưng mà ở Việt Nam thì phải đến hè à, hè bọn trẻ con nó mới nghỉ. Việt Nam người ta sang người ta cũng chỉ lót đất thôi. Nhà mình thì lại toàn Tây là chính. Đấy là bể bơi như thế này, nó chơi rất là toàn bể bơi, à toàn Tây mà. Thì Việt Nam thì kiểu mùa hè mới là kiểu người ta ví dụ như là có một cái tour nào người ta đến được khoảng chục người hơn chục người. Nhưng mà con cháu con cái bọn cháu nó mới nghỉ mùa hè nó mới nghỉ hè. Nhưng mà kiểu những người già thì người ta đi thường, còn bọn Việt Nam mình thì hè mới được đi. Hè mới được đi. Ừ. Bên Tây nó nghỉ đông thì chắc nó đi quanh năm được. Tây nó toàn người lớn, quanh năm thứ đời nó đi chơi thì không làm gì. Nó không làm gì, nó tiền trợ cấp thất nghiệp của nước nó cao. Nó ăn nó rẻ, nó ăn như mình này thì nó ở phòng thì nó lại có sáng miễn phí rồi, cứ khoảng 9-10 giờ nó mới dậy nó ăn, bây giờ nó chưa dậy đâu. Nó dậy nó không dậy như mình Việt Nam, có ồ chục người hơn chục người ra. Ôi, nhưng mà hôm qua có cái ở chỗ nào mà nó hát xòa mà đến 1 giờ đêm nhỉ? Cái bar đằng trước nhà mình mà mở bar đến 4 giờ sáng. Ừ, như cháu ở dưới ở trong Việt Nam à, nhà nào có đám cưới cũng 8-9 giờ là chính quyền nó cũng bắt tắt. Ở đây là cái bar kia là 1 giờ là nó tắt, còn cái bar mình mở từ 12 giờ đến sáng. Mở được từ 12 giờ đến sáng cả. Ừ, đây chỗ này nó có kín người mấy trăm người ấy. Nhưng mà nhạc to như thế mà hàng xóm người ta không ý kiến gì à? Nhưng mà loại, nhưng mà hàng xóm không nói gì. À, có Hàn ăn hết tiền à? Cháu bảo là ở Việt Nam mà thế này thì chắc là trong cái nó bán thuốc đầy, ở trong bà nó bán thuốc đầy. Mình cái thuốc cỏ mình vào nó hắc không chịu nổi nhưng mà nhưng mà ở Việt Nam như thế này dễ là đấy đấy nhỉ, chính quyền nó vào nó kiểm tra đấy nhỉ. Thế nào bà phải ghi cái tên, bà phải ghi cái biển như này. Ở Việt Nam như thế này là vi phạm pháp luật đấy. Nhưng mà như thế pháp luật nào cũng nỏng nẻo nhỉ. Chứ bây giờ chú mà buôn thuốc phiện thì chú bà tù chứ có tiền chú già như Việt Nam chặt tử hình luôn. Ừ. Như đây nó cứ có tiền mà nó già. Ừ, nó có tiền già. Cây thuốc cỏ này mỗi nhà rồng vài cây cỏ này. Thế á? Ừ, nhà tôi hồn ở cái thổ ngoài á, cây nó cao như đầu này trắng ngay. Ăn đầu tiên ăn lẩu sậu chẳng ăn cũng trắng thật đâu. Cái sao đó là của bố đâu, cho phạt mới. Lên lên. Nghe, đưa điện thoại cho. À, pháp luật ở đây cũng buồn cười nhỉ. Nói chung là sang đây sống ở đây dân cư thưa thớt mà nhỉ? Mà cho thấy những đa số người giàu ở đây đều là người Việt Nam hết. Đúng không ạ? Người Lào đây người ta làm đúng ngày Chủ nhật. Bây giờ nước có to, ngày Chủ nhật có ra xem được. Cái này nó có ăn ngồi ăn chín hết luôn. Đến từ đây luôn. Đây là nước không sông. Nước nó to nó không có chỗ ngồi mà nước ở đây nó trong vắt, đây là nó bị lũ đấy. Vâng. Cái này nước to đúng không bà? Ừ, nước to. Tôi đi cho để ý các khách sạn với cả nhà nghỉ rồi các em chỗ mà làm lớn đa số đều là người Việt Nam hết. Các cửa hàng to, buôn bán to đều là người Việt Nam. Người Lào người ta không chịu làm, nghĩa là người ta cứ làm được trăm nghìn này, nay ngày mai đang sạch xong nó lại chơi. Nó về nhà nó chả có gì ăn, nó cứ tẩm với ớt. Không. Một ớt xong rồi ăn xôi nó cứ chấm rồi chấm với mình. Hoặc là cái cá khô của mình nó giã nhỏ ra. Giã nhỏ như kiểu như vừa ruốc ấy, xong rồi chấm xôi ăn. Mình ăn thức ăn nhiều nó có ăn đấy thôi. Nói chung là nó lười nó không làm nó ăn chứ còn nếu mà mình mời nó bữa thì nó ăn cái đã luôn. Con cá cân nó ăn được nhưng mà kiểu nó không có tiền ăn tiết kiệm. Nhưng mà nó không làm được. Nên bây giờ
bằng này là người lớn tất mình, ví dụ như tôi chơi ra đây làm cho tôi nó không ý chú nghỉ phát là ba đứa đang nghỉ theo hết rồi. Không yêu mình mà tao lo tiền cho con tao đi học, tao còn lo tiền ngày mai tao đánh trực địa, biết là mai không có cái gì cả, không cần mình làm cái thứ khi mình sang đây mình mới làm được chứ còn không có mà làm sao. Thế là tôi thấy nhá, cả cái buôn xe máy các thứ đều treo biển là có người Việt Nam hết, buôn buôn bán to, các cửa hàng to á. Ôi bọn trẻ con này đi học là học nốt ngang là tờ giấy này, nó viết sang tờ giấy kia, có mỗi Việt Nam mình học hẳn hoi. Ờ đây là tôi được ăn với cháu mình mới đi học lên cấp đây này. Cái thằng các cái con gái nó toàn là đứng thứ một trong lớp nó được miễn phí. Nó làm cái thằng chủ này, người Việt nó không như người làm như hai đứa cháu của tôi học con này nó nổi tiếng trong trong trường đấy nè. Đi đâu cô giáo cũng nghĩa là bà của cái thằng cuối cùng đây là mẹ của cuối cùng, bố cuối cùng này. Nó kiểu nó giỏi hết. Nó không học như người Lào. Người Lào người ta học lên học ngang không cần biết. Đi thi thì đi thi lên cấp ấy, nghĩa là bà cho cứ ngồi đây làm bài cho cháu hàng vút vào, cứ làm bài nó như Việt Nam này. Nó lười ấy mà thường thằng nào chịu khó ít kiếm được cái thằng có đầu óc chịu khó lắm. Kìa mấy cái chỗ này làm người của Lào, mấy cái chỗ này kia. Nhưng cái đất ở đây bà mua lâu chưa? Mới sang được 1 năm rồi còn nhà. Mới sang đây là cửa nó đi ở đây. Nhưng mà đây toàn đất thổ cư hết à? Bà cũng chả chịu hỏi nó nhỏ con bé. Kể cả tiền nông nó là tiền đô mình chịu chết, nói xong mình lại quên. Tôi chỉ có đi ví dụ như nó 100.000 hoặc 1 triệu thì mình nhớ. Vừa đã nói là tiền to mình không nhớ là bao nhiêu cái tiền đô, tức là mình tiền đô thì ít đâu, nhớ chỉ có. Bây giờ tiêu cái gì có làm cái gì đấy nhưng mà nhớ được cái đồng tiền nó to ấy. Đây đúng cái nó xem xe rồi. Đã bằng nhiều hôm đi ra bán được. Ví dụ như cô hỏi là khách sạn của bà là khách sạn mà quên rồi hay anh ta cái tên, nên nó bảo. Bây giờ hỏi bà cái khách sạn nào nhớ đâu, con không nhớ cái ở kia thì nhớ là buồn tăng thì nhớ. Nhưng như dễ thôi, cái này nó ra đừng cái gì. Ra đừng cái. Cháu không nhớ thật mà. Không phục kiểu mình không để ý đến, nó thẳng sự là mình không quan tâm mình không để ý đến. Số điện thoại của con thì con nhớ, cháu con nhớ là con nhớ mỗi của bố nó ngày xưa là mới sang. Cái in cái số điện thoại vào đầu áp thì mình nhớ được cái số điện thoại nữa, có nhớ đâu. Bà bên Việt Nam bà ở tỉnh nào ạ? Yên Bái. Thế mà bà sang đây cũng 11 năm rồi đấy. Sang đây quen rồi cũng không thích về Việt Nam mà nhỉ? Bên này nó có rét không? Rồi tử chết luôn. Tại vì bà ở cái vùng này nó là vùng khí hậu mát mẻ, nó không phải vùng nóng. Nóng lắm thì nóng lắm thì tối ngủ không có lời bật điều hòa đâu, mỗi phòng một cái điều hòa nhưng có bật đâu thì có quạt sơ sơ thôi. Chắc là ở Việt Nam chắc là đột tử chết. Anh ấy khác đâu, không ăn nốt trứng à? Họ cứ bảo là ừ thế thôi, con cùng phe thằng Khang. Khang ơi, anh chỉ ăn bánh mì thôi. Thêm cả một chút chuối. Bánh mì anh, mì không phải mì. Nghĩa là con gà người ta ăn phải 50 được cân mà con. Nó như Việt Nam mình ấy, được 5 mấy, mấy cân. Làm tăng công nghiệp, đây nó toàn nuôi tăng sát như ngày xưa. Cứ nuôi được con gà, cân 2, cân rưỡi là to. Quanh đây tôi thấy là cũng nhiều người Việt Nam à. Còn hương hương cốt. Dạ. Hương hương có nhiều không bà? Hương hương cốt. Dạ. Tôi hoạt đò có mỗi nhà tôi nào yên bái được ta. Hôm qua cháu cũng thấy ngạc nhiên, cháu bảo là ở đây bật nhạc đến tận 1 giờ đêm như này. Như ở Việt Nam kìa, đám cưới cũng phải tắt. Không không hàng xóm nó cũng ý kiến. Đúng rồi. Bây giờ cái ba tháng trước là mình hỏi nói về một cái khả năng như là tôi ở
Nguyên là con ra con ăn trứng đi, không không đừng học anh Khang. Ông bà mất rồi. Bà làm cho con rồi mà con không ăn là lãng phí đấy con ơi. Không ăn. Phụ tấm lòng của bà đấy, con ra con ăn đi nè. Ở trong ấy là đi hôm nay đi nhiều đấy. Đi nhiều đấy, không phụ tấm lòng của bà làm rồi nhá nè. Khang ơi. Cố gắng ăn đi lên. Không nghịch nữa. Bọn này có cái hộp bơ nên cứ dậy ra chạy vào nghịch. 10 đứa Việt Nam sang đây cả 10 nó bảo nó không chơi nữa rồi. Ra. Ra ăn nhanh nhanh. Ra ăn. Ví dụ ở đây cả gái cho mình bán cà phê cũng được à. Hôm qua cũng cho các bạn xem rồi. Nhà nghỉ ở bên kia. Lúc mà bà nói bé quá có thể là không ấy được. Cấm cỏ có khói cái gì hả? Bà bảo là ở đây người nào người ta lười lắm. Một đứa nghỉ là cả ba bốn đứa nó nghỉ. Nó không làm. Nó kiếm được 100.000 là nó nghỉ. Kiểu người Việt thôi. Ấy cỏ. Mấy sau ấy. Đông khách quá lại ấy. Còn chỗ này là tắm trắng. À tắm lại. Hôm qua ấy cho các bạn cái chỗ này rồi. Hỏi bà định hỏi xem là giá đất ở đây như thế nào. Bà bảo con nó mua chứ mình cũng chả biết. Bà nói bé về cái giai đoạn đấy à. Thế là nói chung là bà nói nhỏ nhẹ ai. Bơ đấy. Nói chung là có mỗi cái phòng thì hôm qua thì nó thông với cái đường sau cái bụi này nè. Mẹ mở cửa ra là muỗi nó bay vào. À hôm qua cho mọi người xem rồi nhỉ. À, Tây nó ngồi ở dưới nó chơi cái đéo gì ấy nhỉ. Chơi rút gậy mới rút đũa mới gì. Mai đến nửa đêm nó mới đi ra ngoài nhà cứ sập xa sập xình. Còn sáng ra thì chúng nó thả khinh khí cầu ở đéo đâu đấy. Thế thì nó bảo là 3 triệu một người. 3 triệu một người thì tổ sư 4 người thì 12 triệu. Khinh khí cầu thì chắc là ngồi được hơn tiếng. Nó thả cao vút vụt. Cũng sợ lắm. Hôm nay sau cỏ nó lên mà san cắt nhức nó cũng đẹp đấy chứ. Đúng không? Chỗ này này. Nhưng mà bên nào bây giờ là mùa mưa. Nó khổ lỗi nè. Nó không thích hợp với cả người Việt Nam mình lắm. Tại người Việt Nam mình thì toàn đấy lại ướt hết quần bây giờ. Tao bảo rồi mà. Người Việt Nam mình thì thường là tập này thì mới mùa hè ấy, con cái nó mới nghỉ học thì mới cho đi du lịch được. Còn đấy là nghe những cái câu chuyện mà như thế này là nó là hành trình khởi nghiệp đấy. Bà là ở quê ở Yên Bái là quê Huấn này. Yeah. Đây cái view này cũng khá đẹp. Như cháu ở nhà đây là ra chỗ này là nướng gà đấy nhỉ. Nướng gà đấy. Đấy. Như cháu mà ấy là cho bọn trẻ con nó nướng gà đây này. Nghịch xong rồi bơi. Xong rồi sông Nam Song. Nam Song. Bà bảo là cái mùa này mùa lũ mới cả mùa nước về. Nó nên nước nó đục. Nhưng bình thường nó trong lắm. Còn bình thường ở Việt Nam mình để như kiểu kia cỏ mọc bên kia kìa. Nhưng kia kìa. Còn cái này chắc là hộ gia đình người ta xin chính quyền, phải xin chính quyền chứ không phải dám đổ kè, tự đổ kè như này. Đấy, để như kia thì trông nó ấy đúng không? Đấy, các bạn làm thế nào mà xin được chính quyền mấy cái chỗ này này. Mẹ bán cà phê thì cũng ghê nhỉ, đúng không nhỉ? Tự nhiên mà bờ sông với bờ suối mà cứ như thế kia trông chán nhỉ, đúng không? Xong rồi đấy các bạn biết này. Đấy, đổ xong một cái là nó khác ngay, đúng không? Không, bên này nào hết. Không Việt Nam. Việt Nam cách xa. Mẹ Việt Nam từ đây ra biên giới Việt Nam tầm không đến 700. Tại vì nếu mà ở trên phía trên cơ. Ở đây là ở trong trong nội địa của Lào. Hai bên chả giáp cái gì cả. Sông này là sông Nam Sông. Nó đổ về cái hồ gì nó to lắm.
to lắm thật, cái hồ nó to kinh khủng khiếp luôn. Xong rồi có những cái tour từ trên thượng nguồn đi là về đấy mấy ngày nhỉ. Thì hôm nay nó nói cho các bạn là nếu mà bình thường người ở nơi các bạn hoặc suối hoặc là sông ấy, bình thường toàn như thế này này, kể cả sông Hồng, nhưng mà thường là sông Hồng người ta không cho làm này. Hồng nó mẹ từ đê ra còn chán, cái sông này sông nhỏ không có trường hợp ấy, chứ còn sông to thì làm sao làm như này. Cái sông Nam Sông này thì các bạn cũng không biết làm gì đấy, cái sông Mekong thì phải biết. Thì bình thường là nói là cái tư duy bình thường là để cỏ mọc như này này thì trông nó chán, có mỗi nhà kia thì cái bãi cỏ này nó thoải ấy, thì gọi là view nó đẹp kia kìa. Thế này đấy, đi nếu mà đi bộ lên trên kia sau cái ô tô kia thì bãi nó thoải ấy, thì nhìn cho ấy. Nhưng mà nếu mà tác động của con người vào nhân tạo thì nó như này, thì bán cà phê mấy trà đá các thứ thì cũng được. View này thì làm cái này nó không phải ít tiền đâu, mẹ cũng ghê đoàn phết đấy. Đấy, nhìn lên nó đẹp. Nếu có đầu óc tư duy nữa thì nó ghê lắm. Bao thứ cơ. Khổ lỗi là nó vào cái mùa này là mùa mưa ở bên nào. Ở bên kia nó còn đổ kiểu đổ lấn ấy này, để cào qua đéo nhảy được. À cũng được này. Đi là chủ yếu là để xem cái tư duy người ta thế nào. Nhưng mà khó đấy, nói chung là các bạn có muốn làm như thế này mẹ còn xin chính quyền còn phọt cớt. Phải có người nhà mẹ xin được cơ. Việt Nam mình nói chung luật nước cũng căng lắm. Ở đây thì kiểu mắt nhắm mắt mở. Mẹ bảo là hôm qua đến tận 1 giờ đêm nó vẫn lật nhạc. Như kiểu đám cưới ấy, còn to hơn đám cưới ấy. Đám cưới ở mình 9 giờ, 8 giờ là đã tắt rồi. Tại không thì hàng xóm nó kiện. Mình bảo là thế hàng xóm nó không kiện à. Nhà mẹ kiện nó khổ. Đây, nhà nào cũng thế này. Đấy, view là nhà này còn đẹp hơn tại vì có mái. Có mái như này thì nó không sợ bị mưa. Nhà bà nó chưa có kinh phí lắm. Đang xây thêm phòng. Nha. View này nó quái luôn. Ban đầu là 30 đô. Xong rồi chắc mùa này ấy ẩm thế nào. Tua binh bay. Thế là cái thủy bảo là chị giảm cho còn 25 đô. 25 đô vào 600 bao nhiêu tiền ấy. 600 thì miễn bữa sáng thì trừ 100 thì hôm qua tôi bảo phòng 500 nghìn. Đấy, ở trên kia còn cái kia nó đổ lấn ra ấy. Nói chung là view này cũng được đấy nhỉ. Nói chung là nếu mà đi nào thì tôi nghĩ cái này thì có lẽ nó hợp lý hơn so với cả bên kia, chắc là người ta ấy kia để người ta câu đấy. Đấy, còn thả cá lồng khá liếc kia kìa. Đúng không? Thả cá lồng mấy cái gì đấy. Ôi giời, ông Vượng ông thiếu đéo gì cái để đầu tư. Nói chung là khi cái uy tín người ta ấy rồi, các ông có tin là ngồi một chỗ đầy nơi nó mang dự án đến, mẹ cái người đã có tiền rồi thì cần đéo phải đi khảo sát như này. Mẹ người khác này bảo đầu tư, tôi với ông đầu tư đi, tức là người ta kiểu người ta đầy cơ hội, chủ yếu người ta có làm hay không, còn người ta lựa chọn cái miếng to để người ta làm. Các bạn phải hình dung như thế. Mẹ ngày xưa mình hơi nổi nổi một tí, một ngày về tiếp hàng chục phái đoàn. Nhiều phái đoàn còn gọi cho tôi còn chưa tiếp ý. Nào là làm phân này, em có hợp tác với anh, nhà máy anh sẵn rồi, anh đã vận động, tức anh đã vận hành một mấy năm rồi. Bây giờ thêm em vào để tác động thêm vấn đề truyền thông nữa. Tức là khi các bạn nha, khi các bạn có một cái nguồn lực gì đấy, tức là bạn có vốn, thì nhiều người người ta có ý tưởng, người ta đã làm rồi nhưng người ta thiếu vốn, người ta đến, người ta ta năn nỉ các bạn hợp tác. Ông Vượng bây giờ ông ấy, mẹ nhìn cái dòng sông này, ông ấy mới làm miếng bánh bé. Ông bình thường các bạn bảo là dễ ăn như mày thì cả thế giới nó làm rồi, mới cả không đến lượt bọn tao mới thế nào thế kia. Bạn nghĩ thế cho nên là không bao giờ bạn ấy được. Còn những ông mà ông ấy là kiểu như kiểu người to rồi, vốn to rồi thì ông làm cái miếng lớn. Ông không mẹ bỏ ra khoảng tầm 1 tỷ vào đây để ông ấy ăn nọ ăn kia được, ông ngồi ông ấy khác gì là người ta bỏ tiền nẻ ra để người ta đi nhặt tiền nẻ đâu. Còn cái người mẹ, nếu ông Vượng bây giờ mà ông ấy vào đây thì ông mua mẹ từ đầu nguồn về đây rồi ấy. Ông ấy quay mẹ lại luôn, quay tất luôn, thành một cái như kiểu Vinhome Viniec ở Lào luôn ấy, chứ ông không đầu tư một chỗ này đâu, kiểu vậy.
Ông làm ông mẹ thì bây giờ kiểu vốn lớn rồi xong rồi. Nó lại có cái đà của ông ấy rồi. Nhưng mà được cái là ông Vượng ông ấy có cái gì mà ông ấy cảm giác mà khó chơi một cái là ông ấy thua lon. Ông Vượng ông có cái tính tôi phán đoán từ mấy cái như là cái đéo gì phone phiếc gì đấy. Hãng điện thoại với cái gì ấy. Ông là theo cái kiểu gọi là không cố đấm ăn xôi. Bố cảm giác bố không ấy được là đã tìm được cây giống nào của Lào chưa cầm về Việt Nam mà bán. Chả biết là nói chung là cầm về lại một chuyện. Xong rồi nó có hợp mấy cả cái tâm sinh lý của người Việt hay không. Mẹ mang về xong rồi mang thì phải mang số lượng lớn thì giá nó mới rẻ ngay từ đầu chứ. Mang về ít thì giá nó cao thì Việt Nam mình thì lại không mua được. Còn mua mang về nhiều thì lại phải xem ra là nên là phải làm truyền thông. Mà làm truyền thông có phải là đăng lên một cái là các ông bảo là mua đâu. Tầm này nó êm, à nó kiểu cái cây cảnh ấy nó là hàng xa xỉ phẩm. Khó lắm. Còn bây giờ nhá, các bạn đang hỏi tôi là đã tìm được cây giống nào ở bên nào mang về Việt Nam bán chưa ấy. Nó chỉ là ban đầu là cái vấn đề là tôi thích làm một cái loại mỹ phẩm này. Hoặc tôi thích làm cái thương hiệu nước hoa này để tôi bán. Mẹ đến khi có những người mặc áo. Khi nào các bạn làm ra lọ nước hoa rồi nhá, mà còn đéo biết bán kiểu gì ấy. Đấy, có cây ở nhà rồi mà còn bán nó còn chật vật. Đừng nói là nó mới là bước đầu thôi. Sang đây tìm một cái cây gì đấy có ưu điểm mang về Việt Nam, nhưng thường là bây giờ tầm này nó trứng. Ngay ở cái nàng hoa làng nhiếc cũng thế. Còn 2-3 năm nay làm gì có cái gì mới đâu. Không có cái gì mới so với mấy năm trước. Qua cái thời của Mộc là hầu như không có cái gì mới. Vẫn là cũ, chỉ có mấy cái dòng chanh ấy là năm nay được cây to, và giá rẻ. Chanh tứ quý này. Còn đi thì cũng nào học khôn đây. Có khôn lên hay không? Ăn đi phí gì? Bà lại để tủ lạnh ấy. Bà bảo các bạn là đi du lịch như này thì nói chung là để nó tạm nắng lại xong rồi về nhà làm đầu óc nó có khai thông hay không đấy. Chứ còn nếu mà bình thường thì còn người có uy tín thì ngồi có thằng cầm cơm thì ăn. Đấy, tức là tôi nói cho các bạn cái vấn đề ý. Cái vấn đề đó là chẳng qua là không ấy thôi, chứ còn khi đến một cái ngưỡng nào đấy từ tiền mới uy tín rồi, hoặc có chức có quyền rồi, mẹ tự khắc là người ta mang dự án hoặc là người ta đang có những cái gọi là người ta đã làm rồi luôn ý. Rồi người ta có kho bãi, người ta có nhân công đã chạy, người ta gọi là job ấy, cái kiểu công việc, cái công ty hay cái công việc đấy. Đã người ta đã tự vận hành được khoảng 1-2 năm rồi, không người ta thiếu vốn hoặc người ta muốn phát triển mạnh lên, người ta muốn đến để hợp tác với các bạn. Thôi các bạn kiểu là cầm. Chứ còn nếu mà bình thường mà như ông Vượng ông biết mà ông làm cái này là ông làm từ đầu tiên, ông làm mới hoàn toàn ấy thì nó bao gồm nhiều cái rủi ro. Nhưng thường là những ông ấy thì ông không làm bé đâu. Làm đéo gì ở cái sông này, sông ông làm ở sông Mekong ấy nhỉ. Ôi rồi tắm luôn này, thế này thì còn đi đéo gì. Sông này sông cái gì đây? Nam Khoang, Nam Song. Các bạn đánh theo cái địa chỉ mà tôi ghi ấy. Là tôi đi đến đâu các bạn cũng phải là các bạn nắm được. À thằng bỏ mẹ nó đang đi đến khu vực này ở trên bản đồ. Khu vực này là tôi ghi ở trên kia là cái gì đây? Vang Viêng của Lào. Đây, bọn kia nó chạy cá lô rồi. Sông này sông Nam Song. Xong nó chảy xuống dưới kia khoảng tầm 60 cây nữa. Nó có cái hồ rất là to. Hồ nước ngọt to lắm. Mẹ nó to kinh khủng luôn. Nói chung là Lào là không giáp mấy biển. Nhưng mà nó có cái hồ cái ghê thật. Hồ nó to lắm. Hồ ấy chả biết miêu tả thế nào. Tại ở miền Bắc là cảm giác cũng không có cái hồ nào nó to như thế. Ở hồ Ba Bể mấy cái hồ Bảy Mẫu mấy cái gì ấy. Nhưng mà ở đây cái hồ nó to lắm, nhìn trên bản đồ các bạn phóng lên các bạn biết. Ngon nhỉ.
Đeo thế trà thả chài thả điếc gì nhỉ? À, du khách du lịch đấy. Bọn nó còn chèo thuyền từ trên trên kia xuống đây cơ. Chèo cái mẹ gì ấy. Đấy. View thì mây và núi, núi và mây. Bây giờ có nắng đấy. Dự báo ở đây nó mưa, mưa hôm qua mình xem thời tiết nó mưa cả ngày cơ. Nhưng mà mình như kiểu là có thờ có thiêng hay sao ấy. Chả thấy mưa gì. Tí ra kia xem máy là thuê hôm qua thì cái Thủy nó bảo nhờ chị đi tìm thì hình như là giá thuê là 180 hay 170 một ngày. Đắt. Đắt so với cả ở ấy. Kia có khách du lịch đấy. Đấy, mấy ông chạy như thế này là cũng kiếm ăn. Đấy, bọn kia chạy tít lên kia. Chạy thế này cũng chả cảm giác đéo gì. Chạy thế này chỉ chạy một đoạn là ấy thôi. Còn bình thường người ta đi như thế này là để người ta ngắm cảnh ấy. Người ta đi ta thăm thú ấy. Có cái đợt thì người ta định mở ở khu khu sông Hồng ấy. Người ta mở dịch vụ là du lịch dọc sông như là này. Cũng du thuyền du tiếc kiểu là như này là đi dọc sông sông Hồng ấy. À, nó phát chỉ định phát triển cái ý đây. Còn bên kia thì vẫn là Lào. Tôi cũng chưa biết là cái gì. Phải đợi tôi thuê xe đã. Còn bình thường nếu mà tôi chia sẻ với các bạn mà cái du lịch ấy thì nên đến những cái nơi như này thì các bạn nên thuê xe. Chứ còn nếu các bạn đi theo tour hoặc các bạn bảo là chờ đi bộ hoặc đi xe buýt hay là đi taxi hoặc là đi túc túc thì nó tốn tiền lắm. Nói chung là theo tôi mà nếu các bạn đến đây các bạn thuê một cái xe máy ấy, ví dụ như bây giờ mà bảo 130 một cái xe máy một ngày ấy thì một ngày các bạn không biết đi bao nhiêu cây. Đó, bình thường cái tốc độ của xe máy nó tầm 30 cây hoặc 40 cây tầm ý. Thì các bạn biết là các bạn đi được đấy. Còn chỗ nào thấy chỗ nào đẹp đẹp mà vui vui thì các bạn dừng đấy. Thì một ngày thì với những cái khu này thì các bạn phải đi được 40 cây. 40 cây dọc theo cái đấy này. Còn nếu mà đi túc túc mới đi các thứ thì thực ra là người ta là người lái. Bạn thứ nhất bạn không nhớ đường, bạn không... Và bạn đi như thế bạn không ấy được. Cho nên là đi du lịch thì nên... Nên đến nơi mình cần đến, xong rồi thuê xe. Rồi như Đà Nẵng này. Còn ở như ở Hưng Yên thì kiểu không phải là nơi du lịch cho nên là người ta không có phát triển cái dịch vụ thuê xe. Còn đến đây mà thuê xe xong các bạn chủ động được đường đi với các thứ ấy. Thôi để cho bọn trẻ con nó đi đây. Thôi chứ bọn này nó cứ như thế này thì mẹ đi du lịch mà tắm như thế này thì các mẹ ở quê nhỉ, ở nhà. À uống cà phê đã, cho bọn nó tắm khoảng 5-10 phút uống cà phê đã. Dậy thay quần áo đi để còn đi.